theo thầy. Vào năm 1987, tôi có đến Bạc Liêu để viếng lại ngôi chùa của bà Ký Giỏi và quý bà, quý cô. Lúc ấy, tôi được nghe bà Ký Nhu kể lại chuyện như sau. Lúc Đức Thầy đi khuyến nông năm 1945, sau buổi thuyết pháp tại Tân Châu, anh em tín đồ tụ họp quanh Đức Thầy khá đông. Bỗng Thầy đưa tay lên hỏi lớn, ai muốn theo Thầy? Tất cả đồng thanh ứng tiếng, con theo Thầy, con theo Thầy. Đức Thầy không nói gì hết. Bỗng 15 phút sau, có tiếng còi báo động. Vì lúc đó lộn xộn lắm, mỗi lần có tiếng còi báo động thổi thì có giặc hoặc đồng minh dội bom. Thế nên nghe tiếng còi báo động, mạnh ai nấy chạy trốn. Lúc này anh em đồng đạo chạy tán lạc hết, chỉ còn lại bà Ký Nhu và ba bốn đồng đạo còn ngồi chung quanh Đức Thầy. Đức Thầy hỏi, sao mấy bà con không chạy theo người ta đi? Cô Ký Nhu bạch, bạch Thầy, chúng con theo Thầy, Thầy ở đâu chúng con ở đó. Đức Thầy cười mà nói, mấy bà con biết không, mới lúc nãy theo Thầy đông quá, mà bây giờ có chuyện bỏ Thầy cũng đông. Thật theo lời bà Ký Nhu. Luận giải, thật câu nói của Đức Thầy rất sâu xa, bởi Ngài biết trước là Ngài sẽ vắng mặt, và khi đó các tín đồ phải chịu nhiều trận phong ba. Câu nói của Thầy tuy ngắn gọn mà hàm chứa bao nhiêu ý nghĩa. Thật vậy, nước có loạn mới biết tôi trung, nhà có nguy mới hay con thảo. Thời gian vắng mặt khá dài của Đức Thầy là một cuộc thi cử có giá trị vô cùng, bởi Ngài vắng mặt chứ giáo lý của Ngài vẫn còn đây. Thế mà cũng có nhiều người chạy đi nơi khác, hoặc thời pháp nạn thì thối chí nản lòng, rồi không giữ dạ trung kiên cùng đạo cả, nỡ phụ ơn khai hóa của tổ thầy mà để mặc cho danh, lợi, tình, quyến rũ, đành bỏ cội quên nguồn. Đến khi biết mình sa hầm sập bẫy mới hối tiếc thì đã quá muộn màng. Vậy hỡi ai là người sáng ngoan và trí giác, khi đã gặp giáo lý của Đấng Từ Bi nên cố gắng thi hành câu chánh tinh tấn, dù thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình. Dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới. Trích quyển 4 Giác Mê Tâm Kệ. Đức Thầy uống nước axit. Vào khoảng cuối năm Canh Thìn, nhà cầm quyền Pháp dời Đức Thầy đến nhà thương Chợ Quán. Chúng ác tâm muốn ám hại Đức Thầy bằng cách ném đá giấu tay. Một hôm, tên quan ba Pháp kêu bác sĩ Trần Văn Tâm mà trao ly nước axit, bảo cho Đức Thầy uống. Ông Tâm tiếp ly nước axit, đến gần Đức Thầy, rồi nhìn ly thuốc độc ấy, có vẻ buồn vô hạn. Ông dự hiểu là không một ai có thể uống 1/10 của ly thuốc này mà sống được, nên ông không nỡ xuống tay, nhưng cũng không có cách nào cãi lệnh của kẻ cương quyền. Đức Thầy muốn cởi trói sự khổ tâm đó của ông Tâm, liền tươi cười bảo, ông đem thuốc bổ cho tôi uống đấy à? Được, cứ đưa tôi uống. Vừa nói, Ngài đưa tay tiếp nhận ly axit, ông Tâm miễn cưỡng đưa cho Thầy, với một nỗi đau khổ hiện ra nét mặt. Uống xong, Đức Thầy nằm ngủ một giấc, đứng dậy nhìn ông Tâm và cười nói, bác sĩ cho tôi uống thuốc bổ khi nãy, thấy trong mình tôi khỏe quá. Ông Tâm rất đổi ngạc nhiên và kính phục Ngài vô cùng, thật ngoài sức tưởng tượng của nhà khoa học. Còn đang miên man suy nghĩ thì Đức Thầy kêu ông Tâm nói tiếp, bác sĩ, ông đi trị bệnh cho người ta, chớ vợ của ông ở nhà đang mắc bệnh nan y, chẳng những ông không trị được mà các bác sĩ khác cũng đều bó tay. Thế nên tôi không nỡ uống hết mà còn chưa lại 1/4 đây. Ông cứ đem về cho vợ ông uống thì mạnh liền, chứ không sao đâu. Vì quá khâm phục Đức Thầy, ông Tâm liền tiếp nhận ly nước axit đem về. Đứng bên cạnh giường bệnh của vợ, ông gọi,
Bà ơi, ngủ thức. Với giọng nói yếu ớt, mệt nhọc, bà Tâm trả lời. Thức. Thuốc đây, bà uống đi. Bà Tâm vừa đưa tay nhận thì ông Tâm giật lại với giọng nghẹn ngào. Ông nói, bà ơi, giữa tình nghĩa vợ chồng, từ khi bà lâm bệnh đến nay, tôi cũng hết lòng lo chạy chữa, nhưng kết quả chỉ thất vọng mà thôi. Hôm nay tôi đi làm việc, vừa chứng kiến cảnh kỳ lạ. Bà biết ly này là ly gì không? Không đợi bà trả lời, ông nói, đó là ly nước axit. Bà Tâm lặng lẽ nhìn ông để chờ nghe rõ câu chuyện. Ngừng một lúc, ông tiếp, bà biết không, hồi sáng nay á, tên quan ba phát đưa ly nước axit, bảo tôi phải cho ông Đạo ở tỉnh Châu Đốc, thôn Hòa Hảo, phải uống mà chúng bảo là bệnh thần kinh. Nhưng theo dõi ông thì tôi không thấy ông bệnh chút nào cả, chỉ thấy ông có một phong độ khả kính, những nét thông minh và sắc thái vượt hẳn người thường. Ngoài những điểm ấy, ông lại làm nhiều việc, tôi nghĩ không phải là hạng phàm tình. Bà biết không, khi ông uống nước axit vô, chẳng những ông không chết như kẻ khác, còn cho là bổ khỏe. Và biết ở nhà bà bị bệnh nan y, bảo tôi đem về cho bà uống sẽ hết. Nhìn vợ, ông bác sĩ tiếp, ai cũng biết thứ này là thứ giết người, nhưng bệnh của bà thì tôi thấy không thể sống được, nên tôi muốn cho bà uống. May ra trời Phật nhỏ phước cho bà hết bệnh thì hạnh phúc biết bao. Vì tôi tin rằng ông Đạo ấy là bậc tiên Phật thị hiện để cứu khổ cho gia đình mình. Tuy nhiên, cầm ly thuốc độc đưa cho bà, tôi thấy lòng còn lo sợ. Vậy theo ý bà thì sao? Cho tôi biết chứ. Bà Tâm tỏ vẻ vui tươi. Nếu vậy ông cứ đưa tôi uống đi, có lẽ trời Phật ban phước cho gia đình ta. Tôi uống ly thuốc này, có chết cũng vui. Chứ ông nghĩ coi, sống làm chi để kéo dài sự đau khổ cho thân mình, luôn cả chồng con, thà uống. Theo tôi thấy đây là một cơ hội ngàn năm một thuở, nếu có chết linh hồn cũng được an vui. Nói xong, bà Tâm tiếp lấy ly thuốc, đưa lên trán khấn nguyện, rồi uống vào. Trong khi ông Tâm nhìn vợ có vẻ bồi hồi lo sợ, một lát sau, ông hỏi vợ, có gì lạ không bà? Bà Tâm nói, thấy khỏe lắm, bệnh của tôi giảm nhiều rồi. Ông Tâm mừng rỡ vô hồi, rồi sau bà Tâm hoàn toàn lành bệnh hẳn. Thuật theo lời ông Lê Văn Phú, lời phụ chú của nhóm kết tập về việc đức thầy uống nước axit, có một vài người chứng kiến và xác nhận, đó là con ông thầy thuốc Tâm đang cư ngụ tại Pháp Quốc và cháu ngoại cô Ba Bắc. Cô Ba Bắc là người đã chăm sóc cho bà thầy thuốc Tâm trong lúc bà đang bệnh. Còn ông thầy thuốc Tâm và cháu ngoại cô Ba Bắc có đến hội quán miền Nam California xác nhận việc đức thầy uống nước axit. Cấm thọ thực ba nhà. Theo lời ông Lê Văn Lưu, ngày 22 tháng 9 năm Tân Tỵ, tức năm 1941, chính ông được nghe ông Cao Bá Hấn thuật lại. Ông Cao Bá Hấn là tín đồ thường gần gũi Đức Thầy với nhiệm vụ thư ký. Một hôm, ông Hấn ngỏ ý hỏi Đức Thầy về vấn đề xử thế tiếp Phật, phải làm thế nào cho đúng với tư cách của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và nên giao tiếp với những hạng người nào trong xã hội. Lúc ấy, đến buổi dùng cơm, Đức Thầy nghiêm nghị nhìn ông Cao Bá Hấn phán dạy, tôi cấm ông không được dùng cơm ở ba nhà. Ông Hấn ngạc nhiên nói, bạch thầy, có biết bao nhiêu nhà trên đất này, thầy cấm có ba nhà thì làm sao con tránh? Đức Thầy dạy, ông nhớ nghe, ba nhà là 1. Nhà buôn bán súc vật, 2. Nhà chuyên nuôi súc vật, 3. Nhà làm nghề hạ bạc, nghề chài, câu, lưới bắt tôm cá. Thời gian ít lâu sau, ông Cao Bá Hấn ghé thăm nhà một người bạn làm nghề đóng đáy.
giăng lưới chận cá dồn lại để bắt ở sông hay rạch. Ở mãi mê trò chuyện khá lâu, đến buổi dùng cơm, gia đình dọn mâm lên, mời ông dùng bữa. Ông chợt nhớ lại lời thầy dạy, ông hấn liền từ chối không dùng nữa. Thấy hành động bất thường của ông, chủ nhà ngạc nhiên hỏi: từ trước đến giờ, mỗi lần anh ghé thăm, không bao giờ từ chối những bữa cơm thường nhật. Hôm nay có điều gì phiền muộn, hay tôi có lầm lỗi gì chăng mà anh lại từ chối với gia đình tôi vậy? Ông Hấn xua tay đáp: không, không, không có việc chi buồn phiền, mà gia đình anh cũng không có gì làm tôi phật ý cả. Chẳng qua tôi giữ theo lời thầy cấm đó thôi. Thầy cấm thế nào? Ông chủ nhà hỏi. Ông Cao Bá Hớn đáp: thầy cấm tôi không được ăn cơm ở ba nhà. Một, nhà buôn bán súc vật. Hai, là nhà nuôi súc vật. Ba, là nhà làm nghề hạ bạc. Mà nhà anh lại làm. Chủ nhà nghe nói ngắt lời: nếu thầy đã cấm anh như vậy, tôi không ép. Nhưng anh là tín đồ thầy, tôi cũng là tín đồ của thầy. Thầy cấm anh, tôi cũng phải chừa nữa chứ. Thôi, anh hãy dùng với tôi bữa cơm này. Tôi hứa với anh sẽ không làm nghề này nữa. Ông Hấn nghĩ: biết đâu thầy dạy mình để hóa độ bạn này. Nghĩ xong, ông liền nhận lời dùng cơm với gia đình người bạn. Và ông thầm khấn nguyện Đức Thầy sẽ chứng giám cho việc làm của mình. Thật thế, sau khi bạn của ông Cao Bá Hấn dùng bữa cơm xong, ông liền đem lưới đục ra. Lưới ông bằm to bằm nhỏ, đục ông chặt bỏ ráo trơn. Xong ông xoay qua nói với ông Cao Bá Hấn: thầy đã cấm mình không làm, mà mình để cho người khác làm, thì mình cũng có một phần lỗi lớn. Thuật theo lời ông Lê Văn Lưu luận giải câu chuyện này, thầy dạy ông Hấn mà cũng là huấn từ để dạy chung cho tất cả tín đồ. Bởi vì trong 10 điều ác, sát sanh là đứng đầu, và trong 5 giới, giới sát cũng là vi thủ. Bởi nhà buôn bán súc vật và nuôi súc vật cũng như làm nghề hạ bạc đều là gây tạo quá nặng nề sát nghiệp, nên chẳng những thầy cấm mà Đức Phật xưa kia cũng cấm chư đệ tử không cho gần gũi và thọ thực ở nơi có tạo ác nghiệp nói trên. Đức Thầy cũng đã từng phán dạy: sinh vật cũng có linh hồn, cũng có thân xác, cũng biết tìm lẽ sống còn như nhân loại vậy. Lời thầy cấm ông Hấn thọ thực ba nhà là một tiếng chuông buổi sớm để thức tỉnh những ai có duyên với thầy mà còn mang nặng sát nghiệp, hoặc nuôi hoặc mua bán có tính cách cộng đồng sự sát nghiệp. Là tín đồ biết nghiệp sát là một thứ nghiệp không nhỏ. Hơn nữa, người tu hành ai lại quên câu: đạo Phật là đạo từ bi bác ái, dĩ đức háo sanh, khoan hồng đại độ. Thế thì người chân tu lúc nào cũng mong đức hiếu sanh làm căn bản. Bạn của ông Cao Bá Hấn quả là người có thiện căn, đại trí, nên vừa nghe ông Hấn kể lại, liền giác ngộ rất nhanh, lại có đủ dũng lực mới thắng nổi con ma lợi mà chặt bỏ lưới đục và kết luận bằng câu: thầy đã cấm mình không làm mà để cho người khác làm thì cũng có phần tội lỗi lớn. Câu nói tùy thông thường mà hàm chứa ý nghĩa thanh cao, rất xứng đáng là một tín đồ ngoan đạo. Thật vậy, nếu một tín đồ biết tuân thủ quy luật của thầy tổ như ông Hấn và người bạn ông, thì có lo gì không chóng đạt đến kết quả thanh cao để đến nơi đầy an lạc. Chết ăn không được. Vào khoảng tháng 4 năm Canh Thìn, tức năm 1940, một buổi chiều nọ, ông Lê Phát Huynh đi xuống tổ đình để nghe Đức Thầy thuyết pháp. Sau khi giải bày tường tận cho đồ chúng nghe về giáo lý nhà Phật, thì bàn đến việc quẩy cơm cúng tế. Đức Huynh giáo chủ ngài hướng về ông Lê Bá Huynh bảo: này ông hương trưởng, lúc mạnh ông ăn được mấy chén? Ông Huynh vội vàng đáp: bạch thầy, khi mạnh giỏi tôi ăn được 5-7 chén. Đức Thầy lại hỏi:
Còn lúc đào, ông ăn được mấy chén? Bạch thầy, lúc đào tôi ăn được 1-2 chén là quá rồi. Đức thầy hỏi dồn, lúc chết ông ăn được mấy chén? Với câu hỏi đột ngột, ông Khuynh lặng thinh không đáp, vì chẳng biết Đức thầy muốn dạy gì. Tôi hỏi thật đó. Và ngài lặp lại một lần nữa. Ông Khuynh có vẻ lúng túng, gượng trả lời. Bạch thầy, lúc chết ăn sao được mà ăn? Đức thầy liền nhỏ nhẹ. Đúng thế ông à, khi chết con người không bao giờ ăn được. Sở dĩ con cháu cúng dỗ là để tưởng nhớ công ơn bậc sanh thành dưỡng dục, và để nhớ ngày chia cách đời đời. Tưởng cầu sự vong như sự tồn vậy thôi. Nhưng nếu sát sanh gà vịt nhiều thì linh hồn của người chết sẽ khó được siêu thoát. Ngài giảng luận một hồi lâu rồi vào trong. Lát sau ngài đi ra. Ngay lúc đó anh em đồng đạo đang bàn bạc nhưng chưa ngã ngủ được vấn đề. Thấy Đức thầy ra, một đồng đạo đứng lên bạch. Thưa thầy, chúng con đến ngày quẩy đơm, muốn cũng phải làm sao, mong thầy chỉ dạy. Đức thầy đáp, cúng ít tội ít, cúng nhiều tội nhiều. Có vị đồng đạo lẹ miệng, không cúng được không thầy? Không cúng xa địa ngục. Lời ngài như có vẻ quả quyết. Sau đó ngài xuống đọc bài thi báo hiếu đạo nhà cho tất cả mọi người nghe, và khuyên nên cúng chay. Quẩy đơm cúng tế lệ xưa nay, sáu vật trâu heo đứa mị bày. Kẻ chết cho ăn suy khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thay. Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ chay. Trong sạch nghĩa nhân vầy mới đúng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay. Thuật theo lời ông Nguyễn Văn Thương. Luận giải: cây có cội, nước có nguồn, đã là con người thì ai lại chẳng có cha mẹ tổ tiên, và biết ơn sâu nghĩa nặng. Muốn đáp ơn sâu nghĩa nặng đó cũng không làm gì hơn là kẻ trọng ơn còn sống thì nuôi dưỡng báo đền, lúc chết thì lo quẩy cơm cúng tế. Đó là thông lệ xưa nay, nhưng phần đông người ta quan niệm sự cúng kiến là để cho ông bà ăn như khi còn sống. Chứ không ngờ ai cũng là thân tứ đại, khi chết phải trả về cho tứ đại thì làm sao mà ăn cho được. Còn linh hồn thì theo đường tội phước. Hơn nữa, thân thức không có hình tướng thì đâu ăn uống như người sống được. Thế mà người ta cứ lo sát sanh hại vật, cúng kiến, làm cho vong nhân phải chịu quả báo khổ đau mà không ai nói được. Thế nên ngài bảo, cúng ít tội ít. Vì cúng ít là sát sanh ít, cúng nhiều tội nhiều. Tội nhiều là vì sát sanh nhiều. Còn không cúng thì con người không nhớ nguồn cội, nên tội lại nặng hơn. Để phá tan sự ngộ nhận của người đời, ngài mới đưa ra 8 câu thi, vạch rõ lối đi cho người được thức tỉnh mà làm tròn chữ hiếu. Nghĩa là muốn báo hiếu cho cha mẹ tổ tiên thì nên cúng chay, vừa tránh được sát nghiệp, vừa hiểu đạo vẹn toàn. Xưa có ông trưởng giả, ông này bình sanh thường làm việc thiện, rất tin luật nhân quả. Khi lâm trọng bệnh, ông gọi các con lại dặn, khi cha chết, các con phải nhớ cúng chay, từ đám ma tuần, từ quẩy đơm, nhất định không được cúng mặn cho cha. Khi ông từ trần, con cháu y lời cúng chay, đến thất thứ bảy chúng mới bàn tán. Cha mình khi sống không ăn chay trường, này chết mình cứ cúng chay hoài, làm sao cha ăn ngon miệng? Hơn nữa mình mời bạn bè đến, mà cứ cúng chay hoài, người ta nói mình hà tiện. Cúng cha không dám cúng thịt cá. Thôi, còn 1 tuần để mình làm heo cúng cha. Trước cúng, sau mời bà con đến để đãi đằng. Thế là họ làm heo, gà, vịt, cúng tuần trùng thất cho ông rất linh đình. Còn đang ăn uống, bỗng có đứa bé độ 10 tuổi dẫn con trâu đến ngay trước cửa. Tự nhiên con trâu ấy ngã ra chết tốt. Đứa bé liền lấy nắm cỏ đút vô miệng bảo, ăn đi trâu, ăn đi trâu.
thấy hành động kỳ lạ, những người trong nhà liền nói: "Thằng nhỏ này, bộ điên rồi sao chứ? Con trâu đã chết rồi, cứ đút cỏ kêu ăn hoài, làm sao ăn được?" Đứa nhỏ nói: "Trâu tôi mới chết còn nóng hổi, tôi cho nó ăn cỏ, các ông nói tôi điên. Còn cha các người đã chết 49 ngày rồi, mà các người còn đợi cúng cho ông trưởng giả ăn. Như vậy các người mới là điên hơn tôi chứ." Còn ông trưởng giả hỏi: "Ê, mày ở đâu? Con nhà ai? Mày dám nói tụi tao điên vậy?" Đứa nhỏ đáp: "Ta là trưởng giả, cha của các người đây. Bởi các người không nghe lời dạy của ta mà sát sanh cúng kiến, khiến cho ta phải chịu tội khổ, nên ta hiện đến để cho các người biết, các người là con bất hiếu, chớ không phải là báo hiếu ta đâu." Nói xong, con trâu và đứa bé biến mất. Bây giờ, các con ông trưởng giả đều sám hối, phát tâm tu hành. Chuyển điển lành. Năm Bính Tuất, tức là năm 1946, Đức Thầy ở miền Đông về Sài Gòn để vận động duy trì nền độc lập, vì thực dân Pháp đang thực thi tái chiếm miền Nam lần thứ hai. Một hôm, nhận được thư của Nguyễn Bình xin diện kiến Đức Thầy. Xem xong, Ngài hồi âm chấp thuận và ghi rõ ngày giờ, địa điểm hội kiến. Theo sự hướng dẫn trong văn thư hồi âm của Đức Thầy, Nguyễn Bình và phái đoàn đến địa điểm một cách dễ dàng. Sáng hôm ấy, khi tiếp đón Nguyễn Bình và phái đoàn của ông ta xong, Đức Thầy phân ngôi chủ khách và trà nước đãi đằng. Nguyễn Bình mở đầu câu chuyện: "Thưa ông Tư, tôi có vài điểm muốn hỏi ông, vậy có điều chi sơ xuất, xin ông thứ lỗi cho. Thưa ông, theo nhận xét của tôi, kể từ ngày Pháp thuộc đến nay, đất nước ta bị ngoại xâm đô hộ, vì thế nên có biết bao tôn giáo đảng phái ra đời để mưu đồ độc lập. Họ ra đời trước nên đã gom hết phần tử tinh hoa, chỉ còn lại đa số đều là chất phác, thật thà. Đến nay ông mới ra đời thu thập quần chúng, như vậy quá muộn rồi. Tôi nghĩ một xưởng rèn đúc đồ, có nhiều người vào trước đã lựa hết sắt thép tốt, còn lại sắt vụn. Ông là người tới sau, tôi không biết ông lấy sắt vụn để làm gì." "Sự nhận xét của ông rất đúng. Việc ra đời của tôi là sau rốt, nhưng không muộn mà lại đúng lúc. Ông có biết đâu, tôi có sẵn lò nấu, tôi mới gom lại số sắt vụn này cho hết. Chừng ấy tôi sẽ đem nó vào lò nấu, lọc, rồi đúc những dụng cụ tinh xảo, hữu ích để giúp cho nhân loại. Nếu ông cứ nhìn vào quá khứ, chưa thực nghiệm hiện tại và tương lai mà vội phê bình, thì e có điều sai biệt đó." Qua câu trả lời ngắn gọn, đầy ý vị siêu nhiên của Đức Thầy, Nguyễn Bình và đồng bọn không thỏa mãn. Họ hội ý riêng với nhau. Rồi Nguyễn Bình đứng lên nói tiếp: "Thưa ông Tư, câu trả lời của ông làm cho chúng tôi đang thắc mắc, càng thêm thắc mắc. Vậy xin ông có cách nào thực nghiệm để chúng tôi vững niềm tin chắc đây là sự thật?" Đức Thầy từ tốn đề nghị: "Nếu quý vị muốn thực nghiệm, cần phải khảo thí cấp tốc." "Thưa ông Tư, thế nào là khảo thí cấp tốc và ai mới đủ tư cách dự thi?" "Muốn dự thi, cần phải có những nguyên tắc này. 1. Thành lập một ban giám khảo, mỗi bên một hoặc hai vị. 2. Cuộc thi trong thời gian 10 phút và đề thi tự do. 3. 4 hồi kiển đổ. A. Báo tin làm bài. B. Báo tin qua 9 phút. C. Báo tin góp bài thi. D. Chấm dứt cuộc thi. 4. Khi chấm bài và cho điểm, phải được 10 điểm là xuất sắc nhất." Để tìm cách hạ bệ ông Tư Hòa Hảo, cuộc thi được tổ chức tại văn phòng. Muốn chắc ăn thêm, Nguyễn Bình phát biểu ý kiến: "Tôi đến đây tất cả 10 người. Tôi và ông Tư làm giám khảo, còn 9 người kia thi hết cho vui." Đức Thầy cười mỉm
và tỏ lời chấp thuận. Liền đó, ngài dục Nguyễn Bình: "À, sao ông chưa lựa bên tôi một thí sinh để vào thi? Vì chính đồng chí của ông đang chờ kìa." Không chút ngần ngại, Bình liền chọn một thí sinh trong số 60 người có mặt, nắm tay dắt lại chỗ ngồi. Thì ra anh này là một tín đồ ở Lục Tỉnh vừa đến thăm thầy hai hôm trước đây và được thầy lưu lại. Anh ta quần áo lam lũ, tướng hình cằn cỗi, tóc râu lược thược, vẻ mặt sợ hãi. Anh nói: bạch thầy, con có biết gì đâu mà thi." "Thầy dạy sao chẳng nghe lời, hãy đến thi đi, biết gì thì nấy." Anh ta lủi thủi đến chỗ ngồi, tất cả tín đồ đều lo sợ cho anh chàng thí sinh quá chất phác này mà thi với chính vị thước giả kia. Bình ngồi thản nhiên, không giấu nổi nụ cười tự đắc. Đoạn, đức thầy kéo học tủ lấy ra một mảnh giấy, một bình mực, một cây viết ngòi lá tre, trao cho tín đồ đem đến cho vị thí sinh đồng đạo. Bình cũng lo giấy viết cho đồng bọn. Đến phần ban giám khảo tuyên bố nguyên tắc thi, đồng hồ nơi bàn chỉ 10 giờ, cuộc thi bắt đầu. Kiển đổ lần một, thí sinh bắt tay vào việc. Bầu không khí lúc này càng sôi động hơn lên, vì tất cả tín đồ ở ngoài đều hồi hộp theo dõi và không ngớt lo sợ cho anh đồng đạo thí sinh của mình có đậu hay không đây. Khi ấy, chính vị thước giả kia đang hân hoan, nét mặt thản nhiên, phát họa thi bài đủ kiểu. Duy có anh thí sinh hòa hảo thì khoanh tay trước ngực, mắt đăm chiêu nhìn ra cửa như thả hồn vào cõi hư không. Đã 5 phút qua rồi mà anh vẫn ngồi im trong tình trạng ấy. Trên bàn giám khảo, Nguyễn Bình đầy vẻ tự đắc, chắc thắng trăm bề khi nhìn diện mạo anh thí sinh hòa hảo, còn đức thầy thản nhiên như không có chuyện gì xảy đến. Đến phút thứ 6, bỗng anh chàng thí sinh ấy đứng lên, làm tất cả mọi người hồi hộp vì sợ anh bỏ cuộc. Không ngờ anh lại ngồi xuống như cũ và giữ y tình trạng ban đầu. Nếu anh nhắm mắt lại thì trông như một thiền gia ngồi thiền. Đến phút thứ 7, anh lại đưa thẳng tay lên, mọi người giật mình vì tưởng anh đã đầu hàng. Ban giám khảo hỏi: "Anh muốn gì?" "Xin thêm giấy mực." Đến phút thứ 8, anh chàng thí sinh tỏ ra rất bình tĩnh và an nhiên. Tiếng kiển bắt đầu đổ lần thứ 2, mọi người gần như tuyệt vọng, nhưng bất thần, anh trải thẳng mảnh giấy lên bàn, lấy bình mực đổ vào lòng bàn tay, rồi thoa đều lên giấy, đèn gần hết mảnh giấy. Sau đó anh đứng lên, xếp giấy lại và mang đến bàn giám khảo nạp bài thi, rồi anh ta trở về chỗ cũ xem rất tự nhiên. Thế là 10 vị thí sinh hôm nay, chỉ anh chàng thí sinh chất phác này nạp bài lên trước, còn lại 9 vị kia ngồi thừ ra. Vì chắc chắn mình sẽ thắng cuộc trước anh chàng thí sinh này nên rất tự hào khinh dễ. Cho nên khi chuông đổ lần thứ 3, 9 vị mới xem lại bài của mình. Văn sĩ thì bài văn chưa kết luận, thi sĩ thì bài thơ bát cú chỉ có thất hoặc lục cú, họa sĩ thì vẽ rồng, cọp thiếu gạt, thiếu chân. Nhưng vì nguyên tắc nên phải đem nạp bài. Góp bài xong, Nguyễn Bình đề nghị xét bài nhiều trước. Đức thầy đồng ý. Khi xét bài, Nguyễn Bình không khỏi ngạc nhiên vì không bài nào được trên 5 điểm. Tuy nhiên, ông cũng còn hy vọng thắng cuộc. Đến bài sau cùng, Bình lật tờ giấy xếp 2 ra, mảnh giấy bị bôi đen gần hết, tỏ vẻ ngạo nghễ, quay sang hỏi đức thầy: "Chẳng biết tín đồ của ông làm cái gì nữa?" Đức thầy ung dung nói: "Tôi cùng ông đều làm giám khảo, sao đề thi ông không hỏi thí sinh?" Nguyễn Bình hơi sượng và gọi anh chàng thí sinh lên hỏi: "Tôi không biết anh làm cái gì như vậy?" Ông vừa nói vừa cầm mảnh giấy đưa lên, cả hội trường xôn xao lên. Anh thí sinh nghiêm nghị trả lời: "Thưa ban giám khảo, đây không phải là cuộc thi cấp tốc với đề thi tự do hay sao? Nếu phải, sao ông không hỏi tôi làm đề thi gì, mà hỏi tôi làm cái gì? Câu hỏi như vậy, có được coi là hợp lý chăng?"
Im lặng giây lát, anh tiếp. Thưa ông, bài làm của tôi hôm nay mang tên đề thi Vân Long. Vân Long nghĩa đen là mây rồng. Đề thi này có nhiều ý nghĩa, nhưng tôi chỉ trình bày vài ý thôi. Theo truyền thuyết, rồng rất quan trọng vì là một trong tứ linh. Nhưng truyền nguyên rồng phải trải qua nhiều giai đoạn, như từ kiếp rắn có tu nè, rắn mới thành cù, cù có tu mới thành rồng. Rồng nhờ tu luyện mới có thần thông, khi bay lượn trên không, vận hành trong vũ trụ, rồng hóa tường vân bao phủ che bọc thân mình, mắt phàm phu không bao giờ trông thấy nguyên hình con rồng được. Nếu họa hình mà không họa mây che là con khiếm khuyết, vì rồng không ở ngoài mây. Biết rồng là vật tưởng tượng, mây mới là hiện tướng, họa mây hàm súc rồng. Ý thứ nhì, mực đen giấy trắng là hai chất liệu dành cho văn nhân, thi sĩ dùng để diễn tả tâm sự của mình, và cũng là vật tượng trưng tuyệt hảo để giúp cho tao nhân mặc khách biểu lộ nhiệt tình đối với nước non vậy. Giấy màu trắng tiêu biểu cho lòng trong trắng của hiền nhân. Căn cứ vào lịch sử, trên 4.000 năm văn hiến, tổ tiên ta luôn giữ vững một tấm lòng trong trắng can cường, hy sinh xương máu chống lại ngoại xâm để có nền móng gấm vóc hôm nay. Mực màu đen tượng trưng cho vô minh che khuất lương tri, sanh ra sân hận, thù hiềm, ích kỷ, làm điều gian ác, bán giống nuôi nòi, quên mình là con cháu rồng tiên. Thế nên tôi mượn mực thoa đen giấy trắng. Đến đây anh thí sinh cúi chào, rồi lui ra. Bầu không khí rất là sôi động. Nguyễn Bình và các đồng chí của ông ta ngạc nhiên tột độ trước một điển lành chưa từng thấy. Nguyễn Bình bỗng đứng lên thay mặt ban giám khảo tuyên bố kết quả. Cuộc khảo thí cấp tốc hôm nay, anh thí sinh Hòa Hảo được chấm đầu với số điểm 10. Lời ông ta vừa dứt thì một tràng pháo tay đưa lên vang dội. Kiển độ lần 4, Nguyễn Bình và đồng chí của ông đứng lên giả biệt. Thuật theo lời ông Lê Văn Phú, tự tho. Chú thích: cù là cá sấu tu luyện lâu năm ẩn mình dưới các bãi bồi, chờ ngày hóa rồng, theo nhà văn Đoàn Giỏi. Truyền phép linh. Một buổi chiều đầu năm Canh Thìn năm 1940, Đức Thầy sau khi đi thăm các danh lam thắng cảnh trên ngọn núi Tà Lơn hùng vĩ, Ngài trở về xã Thới Sơn thuộc quận Tịnh Biên. Đêm ấy, Ngài tạm trú tại nhà bà Nhạc Mẫu ông Hương giáo tập, một bà lão rất ngưỡng mộ đạo Pháp. Nghe tin Đức Thầy về đây, tất cả tín đồ quanh nhà bàn lũ lượt đến nghe Đức Thầy thuyết Pháp. Có một người đứng lên cung kính bạch với Ngài rằng: bạch Thầy, mấy ông đạo trên núi thường luyện phép để phò vua giúp nước, còn Đức Thầy sao không dạy đệ tử luyện phép như bên đạo tiên? Đức Thầy đáp: đạo Phật chỉ dạy con người tu tâm sửa tánh cho được trọn lành, trọn sáng. Còn pháp thuật tà giáo, nếu còn ham luyện phép, tức còn nuôi óc cạnh tranh và cầu danh lợi. Phép linh cũng như con cá linh, nước vừa chớm giật, loài cá linh này đua nhau lên trước, nên phải chịu chết sớm. Thuật theo lời ông Ngô Thành Bá. Luận giải: nhiều người đứng ngoài ngưỡng cửa của đạo Phật, không nhận thức rõ mục đích chính của đạo ra sao, nên họ chỉ nhìn qua loa, rồi kết luận rằng đạo Phật là một đạo chỉ dành cho người ta van xin cầu đảo hoặc làm nhiều sự linh ứng có tính cách thần kỳ. Chính ông đồng đạo kể trên cũng ham linh như bao nhiêu người khác, nên mới đem chuyện phép linh hỏi Đức Thầy. Đức giáo chủ tất nhiên là đã dự hiểu tâm niệm của tín đồ mình và tâm lý chung của quần chúng, cho nên Ngài mới lột bỏ óc cạnh tranh và mê tín của con người để gọi họ trở về với chân lý. Thật vậy, chỉ có chân lý là bất diệt và có đủ khả năng đưa con người vượt khỏi vòng tiếp nối sanh tử. Đó là sự trau tâm, sửa tánh cho đến trọn sáng trọn lành, là điều căn bản mà Ngài đã từng phán dạy: trau tâm luyện tánh cho minh.
chuyên lo niệm Phật, sửa mình cho trơn. Quyển 5, khuyến thiện. Còn việc bùa phép thì kẻ tà mị cũng làm được, nên thầy ví nó như cá linh. Họ có thể hô phong, hoán vũ, sái đậu thành binh, tức là tùy việc mà sai khiến, mà biến hóa Phật Thánh vân vân. Xưa, Tổ Ưu Bà Cúc Đa đã vào ngôi vị Tổ, mà khi Ma Vương biến ra Phật, còn phải lễ bái. Dù rằng Tổ bảo ma hiện cho Ngài xem, thế mà khi chúng hiện, Ngài còn ngỡ là Phật đến. Nhưng sở dĩ chúng thua Phật là bởi chúng không có chân lý vững chắc, cũng không có từ bi hỷ xả, cũng chưa đạt vô lậu thần thông. Nên chi chúng ta hôm nay ở vào buổi cùng cơ tận pháp, nghiệp nặng, tình dày, chướng sâu, huệ cạn, trí mờ ám, lại phải đương đầu với mọi nỗi khó khăn, mắt lờ lệch, phải dò đi trên đường nhiều lối tẻ, thế mà còn ham linh, ham nghiệm, sao tránh khỏi sợ e mang nghèo. Chẳng khác nào người bị bệnh quá nặng mà không lo uống thuốc theo lời chỉ dạy của lương y, lại đi tìm tòi coi thuốc từ đâu, của ai làm ra, mùi vị ngon dở thế nào, thì tránh sao khỏi chết. Bởi người ham linh có nhiều điểm tai hại chẳng nhỏ như: 1. Còn cạnh tranh, mà cạnh tranh là hình thức tạo ra danh, mà danh là một trong ba thứ trở ngại lớn của người tu giải thoát. 2. Khó tránh khỏi nẻo tà, bởi bọn tà sư ngoại đạo thường dựa vào sự linh ứng mà khuyến dụ ta, hoặc bỏ chánh đạo mà theo chúng, hoặc đem tiền bạc của cải cúng dâng cho chúng. Hơn nữa, thầy tổ vắng bóng, chúng sẽ làm một vài trò ảo thuật hoặc kỳ hạnh rồi đoán chuyện nọ, chuyện kia, và tự xưng là đức thầy trở lại, hoặc đệ tử số 1, số 2 đã được đức thầy sai về cứu dân độ thế. Biết rõ chuyện đó nên Ngài đã từng khuyên dạy trước lúc ra đi. Ra đi dặn lại ít lời, khuyên trong bổn đạo, vậy thời ráng nghe. Dầu ai tài phép bày khoe, ham linh, ham nghiệm, sợ e mang nghèo, dặn dò bổn đạo. Và Phật trời đâu dụng phép linh, chỉ dùng đạo đức mặc tình ghét ưa. Trích từ Giả Làng Nhân Nghĩa. Vậy ai là người muốn vượt bể trầm luân để trở về nguồn chân hạnh phúc, phải nên thông suốt giáo lý của tổ thầy, lo trau tâm luyện tánh, không nên ham linh ứng bên ngoài, mà phải thấu triệt yếu tố căn bản của sự tu. Điều cần yếu là phải làm hết các việc thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, thì nhất định sẽ đạt được thành tựu kết quả dễ dàng. Tu tiến chớ tu lùi. Lúc Đức Thầy ở Sài Gòn, có hai bà Huỳnh Thị Cưỡng và em thứ tư là Huỳnh Thị Lịnh ở Tòng Sơn. Sau khi được quy y với Đức Thầy, hai bà về nhà cố gắng lo tu thân hành thiện, hằng ngày thường xem sấm giảng của Đức Thầy là một quyển kinh Nhật tụng. Khi đọc đến câu "chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh", quyển 4, giác mê tầm kệ, thì hai bà bàn tán với nhau. Bà hai nói với bà Tư: "Dì Tư à, thầy bảo chay bốn bữa ấy là quy tắc, mà mình ăn 6 ngày, lại ăn thêm mỗi năm 3 tháng nữa, sợ e trái lời thầy có lỗi." Bà Tư nói: "Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy á, nhưng từ khi chưa quy y, mình ăn theo truyền thống của cha mẹ theo Thiền Lâm, bây giờ đã quy y với Đức Thầy thì phải ăn lại 4 ngày, chứ ăn dư sợ có lỗi quá chị à." Hai bà ngẫm nghĩ rồi nói: "Muốn biết rõ hơn, chị em mình đi lên Sài Gòn đi. Trước là đi thăm Đức Thầy, sao là nhờ thầy dạy cho mình biết coi nên để y hay là sửa lại." Bàn tán xong, vài ngày sau, hai bà đi đến Sài Gòn. Khi ra mắt Đức Thầy, bà Tư lẹ miệng bạch: "Bạch thầy, chị em con lên thăm thầy và nhờ thầy dạy cho chúng con biết một việc. Nguyên là trước kia chưa quy y với thầy,
Chị em con ăn chay theo thiền lâm 1 tháng 6 ngày với 3 tháng tam ngương. Nay thầy dạy ăn 4 ngày. Vậy giờ chúng con ăn bớt lại hay là ăn luôn? Nhờ thầy chỉ dạy ạ. Nét mặt từ bi, Đức thầy mỉm cười bảo: "Thở nhỏ cô đi học lớp mấy trước nhất?" "Dạ bạch thầy, đầu tiên con học lớp 5 á." Đức thầy hỏi: "Rồi năm sau cô học lớp mấy?" Bà Tư bạch thầy: "Năm sau thì con học lớp 4 Đức thầy dạy: "Ờ, mới thì học lớp 5, sau lớp 4, rồi đến lớp 3, nhì, nhất. Nên nhớ là càng học càng lên, chớ không ai học xuống bao giờ. Sự tu cũng vậy, các cô ăn mỗi tháng 6 ngày, một năm 3 tháng là tốt lắm. Cớ sao đổi ăn bớt lại? Sở dĩ thầy dạy chay 4 bữa, đó là nguyên tắc đầu tiên của người sơ học. Phải tùy trình độ của họ mà cho họ tập sự theo điều kiện tối thiểu. Rồi khi trình độ giác ngộ khá thêm sẽ từ từ tiến, chớ chẳng lẽ ở một chỗ hoài sao? Nên nhớ, tu là phải tu lên, chớ đừng tu xuống nha." Thuật theo lời của cô tu sĩ Lý Mỹ Phước, con gái bà Hai Huỳnh Thị Cưỡng. Luận giải: các đấng cứu thế bao giờ cũng tùy duyên hóa độ, cũng như đấng cha lành lúc nào cũng phải biết rõ ố tật của con thơ. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày xưa khi hóa độ đệ tử, trước tiên ngài cũng dạy cho hàng đệ tử tại gia ăn chay mỗi tháng có 2 ngày, ra mùng 1 và ngày rằm. Khi trình độ giác ngộ của họ tiến hóa thì lòng từ bi cũng theo đó mà phát sinh, từ từ ăn 6 hoặc 10 ngày hoặc trường chay. Đó là diệu dụng của bậc đại giác thường hành tới phương diện giác tha về điểm này. Một hôm, có ông cò Tàu Hảo trong câu chuyện đàm luận đạo đức với Đức Thầy. Ông nói: "Tôi thấy pháp môn của ngài dạy tu giải thoát, bên Tam Kỳ người ta dạy tu tiên, nhưng ăn chay trường rất nhiều, còn ngài dạy có 4 ngày, sao giải thoát được?" Đức Thầy trả lời: "Mình là người đạo Phật rồi, sở dĩ tôi dạy tín đồ tôi ăn chay 4 ngày, đó là quy tắc, tối thiểu là 4 ngày, rồi tự họ nhận thức cho rõ ràng, để tiến lên chứng 4 bậc thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, vô số tính đếm. Còn nếu tôi bắt người ta ăn chay trường thì người ta làm không nổi, vì họ chưa nhận thức rõ từ chỗ 4 bữa, rồi họ nhận thức được từ từ tiến lên, cái đó mới là kết quả. Còn bắt buộc sẽ không có kết quả ông à." Qua câu chuyện trên, ta thấy Đức Thầy cũng như Đức Phật bao giờ cũng tùy duyên hóa độ, cũng như phương pháp tập bơi lội của đứa trẻ. Khi nó chưa biết lội, nó cảm thấy sợ nước lắm, nên người mẹ phải dùng phao và theo sát bên nó. Đôi khi nó còn không chịu lội nữa, nhưng đến lúc lội giỏi thì nó lại thấy ham thích. Dù không được mẹ bảo, nó vẫn đòi tắm bơi lội. Chúng ta có phước duyên được gặp chân lý siêu màu của thầy tổ, nên cố gắng tu tiến chớ tu lùi. Chuyện thứ 18, bài tà hiển chánh. Ngày 15 tháng 5 năm Đinh Mão, tức năm 1939, Đức Thầy khai đạo tại Hòa Hảo. Lúc ấy, tôi, Nguyễn Hữu Hạnh, chưa biết gia đình của Đức ông và cũng chưa biết Đức Thầy. Gia quyến tôi trước kia thọ pháp với một ông sư tên Hai Cùng ở Mỹ Luông, cũng căn gốc của Đức Phật Thầy và Đức Cố Quảng. Bỗng nhiên một hôm, Đức Thầy gửi cho ông sư Cung 2 quyển giảng, quyển nhất và quyển nhì. Ngày 9 tháng 4 năm Kỷ Mão, người anh tôi có bệnh, rước ông Hai Cung đến nhà. Ông mang theo 2 quyển giảng của Đức Thầy gửi cho ông. Nhân lúc trị bệnh cho anh tôi đem ra đọc và giải nghĩa cho ông nghe. Tôi đọc xong 2 quyển giảng, nhận thức được chân lý, tâm hồn tôi vừa phục
vừa kính mến Đức Thầy và nghĩ rằng Đức Phật Thầy Tây An tái sanh. Liền khi ấy, đêm mùng 9 tháng 11, gặp dịp may có người ở xóm đem vợ đến Đức Thầy trị bệnh, tôi liền quá giang đến tổ đình. Lúc bấy giờ, vào sáng ngày 11 tháng 11, khi tôi đến, Thầy đang thuyết pháp quyển giảng thứ tư. Thầy ngừng lại hỏi tôi, mới qua Hương Quảng. Và Đức Thầy nói luôn những chuyện ông sư cung, Thầy trước của tôi, làm cho tôi sửng sốt. Tôi nhận Thầy là một đấng tiên tri. Liền đó, tôi xin Thầy được chép quyển tư, tức quyển Giác Mê Tâm Kệ. Khi đang chép, Thầy tới lui coi tôi chép, và Thầy dặn chép cho thật kỹ từng nét, từng dấu, đừng để trật dấu, trật một chữ, mất nghĩa một câu. Đây là lần đầu tiên tôi đặt cả đức tin nơi lòng. Qua ngày 12 tháng 11, tôi trở về gia đình, trình với Cửu Huyền cùng thân mẫu và yêu cầu ông sư cho phép tôi được quy y với Đức Thầy. Được sự đồng ý của gia đình và sư cung, tôi thọ giáo quy y Thầy. Đức Thầy biết cả hình thức thờ cúng ở gia đình tôi. Thầy dạy rằng, trước kia Hương Quảng còn mê, nay tỉnh ngộ, nghe lời Thầy dạy. Bức trần điều mà Hương Quảng làm bàn thờ chư vị ở nhà, để y như vậy, làm ngôi tam bảo thờ Phật, bên hữu thờ bà Độ Mạng thì dẹp đi, bên tả thờ ông Táo cũng dẹp luôn. Thầy giải nghĩa, đúng là bà Cửu Thiên, bà Chúa Tiên, thời này mấy bà đã vào hàng Phật rồi. Vậy Hương Quảng về kiếm bông hoa, nước lã và cầu nguyện vái như vậy. Hồi trước tôi còn mê nên thờ vậy, nay tôi quy y theo Thầy. Thầy tôi dạy, nếu thật là bà Cửu Thiên Huyền Nữ thì chứng minh cho tôi thỉnh về ngôi tam bảo thờ chung với Phật để tôi sùng bái. Còn ai ở đây hưởng đồ cúng kiến, xin đi chỗ khác mà kiếm ăn. Từ đây tôi không còn cúng kiến nữa. Đàn ông Táo cũng vậy, rồi dẹp. Tôi vâng lời, làm y theo lời Thầy dạy, và từ đó tôi thường lui tới thăm viếng Đức Thầy. Đến ngày 10 tháng 12 năm Kỷ Mão, tôi đến viếng Thầy lúc 7-8 giờ sáng. Ngày đó làng Hòa Hảo cúng cầu an tại đình thần. Đức Thầy đứng ở mé sông trước tổ đình, bỗng đi thẳng lên bước vào nhà. Thầy cười và nói, thật là tức cười các ông hương chức hội tề làng Hòa Hảo hết sức à. Cười gì vậy Thầy Tư? Đức ông hỏi. Đức Thầy chỉ xuống đình và nói, ông cả không thấy sao? 12 hương chức hội tề xúm nhau đâm họng con heo, đem ngay trước bàn thần, rồi ráp nhau bận áo dài bịt khăn đóng, lạy con heo mà đền tội sát sanh chưa xong, chứ thần nào chứng mà ăn. Lúc đó tôi có đứa con thứ ba, năm đó đúng 12 tuổi. Tôi kỹ bán cho ông Táo một con heo, đúng 12 tuổi sẽ cúng. Tôi đã nuôi sẵn một con heo, định đến ngày 20 tháng chạp năm Mẹo, đúng lời vái, sẽ cúng trả lễ. Tôi đem chuyện ấy bạch với Thầy. Thầy cười mà nói rằng, Phật Táo ngài làm việc với Đức Ngọc Đế, chứ không có ở dưới trần nuôi con cho chúng sanh đặng ăn thịt heo. Hương Quảng hãy bán con heo đó đặng chi độ trong gia đình và tránh tội sát sanh. Nếu ai đòi thì nói Thầy không cho cúng, Thầy lãnh cho. Và Thầy dạy thêm, không nên cúng hạn, dừng cằn đổ đốt, thôi nôi, đầy tháng gì hết, chỉ cúng Cửu Huyền Thất Tổ mà thôi. Nhờ ơn đức oai linh của tổ Thầy, gia đình tôi từ lúc theo Thầy học đạo cho đến nay 30 năm khỏi tổn hao cúng kiến chè xôi, và gia quyến cũng không bệnh hoạn ốm đau chi cả. Từ đó cứ 10 bữa nửa tháng là tôi đến viếng thăm Thầy. Tôi có hỏi thêm nhiều chi tiết về ăn chay. Thầy dạy, ăn chay 4 ngày, còn 6 ngày hoặc 10 ngày cũng được. Thầy dạy 4 ngày là những người chưa từng ăn chay lạc,
nên thầy dạy 4 ngày cho hạng người ấy để tập ăn, còn ai dùng nhiều được thì tốt. Về việc niệm Phật, tôi bạch với thầy, được thầy dạy chữ lục tự trì tâm bất viễn. Khi đi tiểu, ở trần có niệm được chăng? Đức thầy cười và nói rằng, hương quản đi tiểu, đi cầu vẫn niệm được. Đó là hương quản tưởng Phật, chứ không phải hương quản rủ Phật lại mà lỗi. Ngoại trừ khi gần gũi vợ chồng, niệm không được nha. Thuật theo lời ông Huỳnh Hữu Hạnh. Luận giải, Đức thầy dạy ông Huỳnh Hữu Hạnh, tức hương quản chiến, nên dẹp sự thờ cúng lễ mễ theo lối dị đoan, mà cũng là lời khuyến cáo chung cho hàng môn đệ, hay nói cách khác là một tiếng chuông đánh thức kẻ mê mờ chưa hiểu rõ lý chân. Bởi vì đấng vô hình chân chánh thì không ăn của hối, kẻ tà chúng ta không nên phượng thờ, vì chúng ăn quen sẽ rước họa cho gia đình ta, cũng kiểu như vậy không thể mở mang trí tuệ và khó thoát khỏi lưới ma. Ta hãy nghe lời tự huấn của Đức Tôn Sư. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì nó ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Trích trong lời khuyên bổn đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Chuyện thứ 19, Trái Bí Đao. Năm Kỷ Mão, tức năm 1939, tại Cù Lao Ba, xã Vĩnh Trường, quận An Phú, Châu Đốc, có một tín đồ cao đài tên là Hai Tạo. Ông có người vợ tên là Nguân, thọ bệnh rất nặng, đã điều trị nhiều thầy mà không thuyên giảm, cả bác sĩ cũng chạy luôn. Lúc ấy cô Năm Công là người ở cùng xóm mới chỉ cho ông biết rằng ở Hòa Hảo có ông Tư trị bệnh hay lắm, nên chở bà Hai xuống đó, may ra đặng mạnh chăng. Nghe lời Năm Công, ông Tạo cùng con gái là cô Thêu và bà Thái Thị Quy, tự là Hai Giáo, là cháu gọi Hai Tạo bằng chú, chở bà Hai Tạo ra đi. Khi đến tổ đình, ông Tạo liền lên ra mắt và nhờ thầy cứu độ vợ ông. Đức thầy bảo ông xuống sông múc xuôi theo dòng nước cho bệnh nhân uống, rồi đức thầy buộc dây chuối cả tay lẫn chân cho người bệnh, thì bệnh nhân được thuyên giảm đôi phần. Ngài bảo thêm, nếu muốn bệnh nhân mau hết thì hãy đem 3 món đồ hiện có nơi đây liền bỏ xuống sông thì bệnh sẽ hoàn toàn dứt hẳn. Lúc ấy đức thầy nhìn ngay cô Thêu, vì cô có đeo 3 món đồ: một sợi dây chuyền, một chiếc đồng hồ và một cái khâu thảy đều bằng đồng cả. Song thời ấy rất có giá trị, vì thấy cô Thêu tiếc của còn mãi chần chờ, nên bà Hai Giáo khuyên cô nên vì chữ hiếu mà làm cho mẹ sớm bình phục. Cô Thêu liền mở 3 món đồ ném xuống sông. Khi ra về, đức thầy bảo thêm, cần một trái bí đao, một ít đường phèn, nước mưa nấu cho bệnh nhân uống sẽ mau bình phục. Trên đường về, từ sông Tiền tới sông Hậu, vượt qua nước xoáy Vàm Nao hướng Châu Đốc chừng vài mươi thước, bà Hai bơm mũi trông thấy trái bí đao trôi trên mặt nước, liền vớt nhưng bị trượt đi. Cô Thêu vớt được và để sau chót khoang xuồng. Khi về đến nhà, mọi người phân chia công việc, kẻ kiếm nước mưa, người kiếm đường phèn, còn cô Thêu lo xẻ gọt trái bí đao. Khi xẻ trái bí đao ra, cô Thêu xanh mặt vì 3 món đồ cô đã liện xuống sông Hòa Hảo nay lại nằm trong ruột trái bí đao. Lúc ấy mọi người nghe chuyện đều ngạc nhiên, kính phục sự huyền diệu của đức thầy. Còn bệnh nhân sau khi đã uống thuốc xong liền ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì trong mình bình phục hoàn toàn. Nhờ cảm kích ơn đức của đức thầy đã cứu bệnh và khâm phục diệu dụng thần thông cùng lời thuyết pháp vi diệu thầm thâm của đức thầy, nên bà Hai Giáo âm thầm phát nguyện quy y theo Phật giáo Hòa Hảo. Sau đó, bà có thỉnh được quyển sám giảng của đức thầy và hoan hỷ đem giới thiệu cho chú của bà là ông Hai.
vốn sẵn lòng cảm kích, nên khi đọc qua sám giảng, cả gia đình ông Tạo đều công nhận Đức Thầy là một vị Phật sống tái thế. Do đó, cả gia đình ông và một số thân thuộc khác đồng nguyện quy y theo Phật giáo Hòa Hảo, cả về hình thức lẫn tinh thần. Mẫu chuyện này là do bà Hai Giáo là người trong cuộc kể lại. Lúc trước, bà ở Cù Lao Ba, hiện nay bà ngụ tại ấp Long Châu 1, xã Thạnh Mỹ Tây. Luận giải: câu chuyện này cũng như nhiều câu chuyện khác nêu rõ mục đích chính của Đức Thầy là dạy đạo để cứu đời. Nhưng đối với kẻ ít căn lành, Ngài cũng phải dùng phép nhất quán lợi hành để độ họ. Vì nếu không dùng huyền diệu của tiên gia mà độ bệnh, thì họ sẽ không có dịp cảm kích đức ân, cũng đâu có dịp được thấm nhuần pháp vũ. Vợ ông Tạo được mạnh khỏe tuy là quý, nhưng đâu bằng cái quý của người đã gặp Phật Pháp và phát nguyện quy y tu tập. Cứu bệnh chỉ là giải cái khổ nhất thời, còn tu hành thì mới giải được cái khổ triền miên. Đức Thầy ra đời như vầng thái dương rọi tan sương mù, dù đối với kẻ độn căn hay lợi trí đều được gội nhuần ân đức. Thật phước duyên thay cho những ai là người sanh vào thời Mạt Hạ mà được gặp giáo pháp của Tổ Thầy. Chuyện thứ 20: thể hiện từ bi. Hồi Đức Thầy còn ở Sài Gòn, ông Năm Lửa, tức Trần Văn Soái, thường gần gũi Đức Thầy, lo việc giũ mùng dọn chiếu để tạo công đức. Bữa nọ, ông nằm vạch ra trong cái gối tay bèo của Đức Thầy nằm, thấy ba con rệp cắn máu no tròn. Ông đem ra giết hết ba con. Thầy vừa giết, miệng ông vừa nói: "Cắn, cắn, cắn nè." Tối Đức Thầy về, vừa nằm xuống thì Ngài liền ngồi dậy và bảo: "Ông Năm, ông Lửa đâu?" Ông Lửa dạ và đứng khoanh tay. Thầy mới tiếp: "Con rệp nó cắn tôi, chớ cắn ông sao mà ông giết nó." Lúc đó ông Năm không nói gì. Qua bữa sau, khi ông giũ mùng cho Đức Thầy, cũng thấy ba con rệp cắn no tròn như ngày hôm qua. Lúc bây giờ, ông không giết như lần trước nữa. Ông mới nghĩ trong tâm rằng: "Chắc là mấy người trong nhà mét với thầy nè." Nghĩ xong, ông mới lấy cái chùm bắt ba con rệp bỏ vào, bịt miệng lại và rình coi không có ai hay, mới bỏ ra đồng phơi nắng. Sau đó Đức Thầy về, tối lại, vừa nằm xuống thì Ngài cũng liền ngồi dậy và kêu: "Ông Lửa." Ông Lửa chạy lại khoanh tay: "Bà thầy kêu con chi?" "Đã tôi nói với ông á là con rệp nó cắn tôi, chứ cắn ông sao mà ông giết người ta hoài vậy. Lần trước ông giết người ta một cái chết tốt còn đỡ, lần này ông đem ra phơi nắng, thật tội nghiệp cho chúng quá." Đức Thầy nói vậy rồi thôi cũng bỏ qua. Đến ngày sau, chiều lại, ông Năm Lửa giũ mùng như thường bữa. Hôm sau cũng gặp ba con rệp máu no tròn như hai bữa trước. Ông lấy làm lạ vô cùng. Ông mới nói: "Được rồi, bữa nay tao cho mày cắn nghe." Nói vừa dứt lời thì ông há miệng ra, bỏ ba con rệp vào trong miệng nuốt tuốt và nói: "Mày vô trong bụng tao cắn đi." Tối lại, cũng như hai lần trước, Đức Thầy vừa nằm xuống thì ngồi dậy mà kêu ông Năm Lửa: "Ông Năm Lửa đâu? Ra biểu coi." Ông Năm Lửa ra, Đức Thầy mới nói: "Chà, lần trước thì giết, lần kế thì phơi nắng, rồi bây giờ ông nuốt luôn. Ông uống lần này thuốc mạnh dữ à." Lần sau chót, Đức Thầy lại vui chớ không rầy như hai lần trước, vì thấy ông Lửa quá tôn kính Đức Thầy. Thuật theo lời bà Ký Giỏi, luận giải: ai cũng biết ông Năm Lửa trước kia là một tay ngang dọc lẫy lừng, bình sinh không hề khuất phục một ai. Ông tên là Trần Văn Soái, mà do tánh quá nóng nảy nên người ta gọi thành danh là Năm Lửa. Sau khi quy y với Đức Thầy, vì ông quá kính phục đức độ cao cả của Ngài nên nguyện theo bên cạnh Ngài và sớm hôm hầu hạ. Tuy đã được Thầy chỉ dạy
không cho sát giết mà mang nhiều tội lỗi và mất đức từ bi. Nhưng bởi thương kính thầy nên ông nóng ruột ba con rệp cắn thầy mình. Tuy biết lòng thành kính của đệ tử như vậy, nhưng ngài vẫn rầy ông năm lửa. Bởi nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là mỗi chúng sanh đều có tánh Phật, nên lúc nào ngài cũng không muốn chúng sanh giết hại lẫn nhau, mạnh hiếp yếu, khôn lấn dại. Có lần trong bưng biền, vì thấy mũi cắn đứt thầy quá nhiều mà ngài chỉ đuổi chớ không đập, anh em tín đồ thấy thế, đợi đến lúc thầy ngủ, các ông lén đập mũi cho ngài, thì thầy quở và dậy. Ai biểu các ông làm vậy? Nó nhờ máu người mà nó sống, ta nếu không cho thì đuổi đi. Hơn nữa nó cũng có Phật tánh, nó cùng ta không khác, nhưng sở dĩ nó chưa bằng là vì nghiệp còn nhiều. Vậy lòng từ bi chúng ta sẵn có, cấm anh em chẳng nên sát hại chúng mà mang tội lớn. Cao quý thầy lòng từ bi của bậc đại giác, bao giờ cũng ban tình thương của tâm từ và bình đẳng. Dù loài vật nhỏ nhưng vẫn thương yêu, không nỡ sát hại. Chúng ta hôm nay nên cố gắng noi theo đức độ cao cả của ngài mà tế nhân độ vật, để nuôi lớn từ tâm, hầu tăng cao công đức. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha.